Mến chào cô chú anh chị và các bạn. Khi mình đã lớn tuổi rồi, nếu như có thể các con về thăm cũng như là các cháu, rồi mình làm những món ăn gì đó, có thể ngồi rồi nói chuyện vui vẻ với nhau, thì đó có phải là cái hạnh phúc vô cùng hay không? Mến chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một món ăn, đó là chảo tôm. Chảo tôm, bò lá lốp, chả giò, bánh nậm, bánh bột lọc. Mình có thể mua gửi đến nhà 52 Tiểu Bang. Miền Nam Cali có rất là nhiều quán để bán, nhưng đặc biệt cái quán này gọi là chợ Tam Biên. Mình thường hay hỏi rằng là chợ có phải là cái chợ supermarket hay không? Không phải. Mà mình cũng không biết tại sao lại có cái tên chợ vì vậy, cho nên á, nếu mà mình muốn biết rõ hơn á, thì hỏi bà chủ ha. Chứ còn bây giờ cũng không biết trả lời như thế nào, bởi vì đó cũng là câu hỏi mà mình đã từng hỏi qua. Chảo tôm cũng như là bò nướng lá lốp cũng như là bánh nậm. Bánh nậm thì mình phải để qua số điện thoại khác. Còn nói về chảo tôm hay tất cả những món ăn khác thì mình gọi. Với giá tiền mình phải mua là 250 đồng. 250 đồng sẽ gửi cho mình overnight, không có trả thêm tiền cước phí gì hết. Khi mình mua những món ăn mà có cái nước chấm đó thì không có nha, mình phải tự làm. Nói đến nước chấm đó thì mình tự chế biến ở nhà. Có người thích ăn nước tương lộc vọng, có người thích ăn nước mắm, có người thích ăn mắm nêm. Vì vậy cho nên mình chế biến theo cách của gia đình. Nhưng hôm nay Hồng sẽ nói về cách mà Hồng pha cái nước tương để ăn chảo tôm như thế nào. Nhưng đây là cách của Hồng cho gia đình ăn. Còn các bạn thấy rằng cái này nó không đúng với công thức thì bỏ qua ha. Trong tủ đá để ra ngoài khoảng nửa tiếng thôi. Rồi sau đó đó mình sẽ cho vào cái máy air fry 375 độ F. Mình nướng khoảng đâu là 5 phút. Rồi mình mở cái lò ra, mình trở lại. Thấy nó vàng là được rồi. Không cần phải hấp. Còn nếu như mà mình muốn nữa thì mình có thể cho vào cái chảo dầu. Bởi vì Hồng có cái chảo dầu sẵn rồi cho nên mình chiên luôn. Rất là đơn giản ha. Không có cần hấp lại nha. Bây giờ mình xích cái máy lại cho mọi người xem. Để làm bánh hỏi thì cũng đơn giản lắm. Lấy một cái dĩa cho bánh hỏi vào. Muốn bao nhiêu miếng thì cho bấy nhiêu. Nhưng nhớ khi mà mình lấy cái dĩa đó, mình lấy cái dĩa chủng để cho mình cho nước vào nè. Nước phải ngập qua cái bánh hỏi nha. Rồi một chút xíu đó, bánh hỏi nó nở nè. Rồi mình đổ nước hết ra. Rồi mình cuộn, mình cho mỡ hành lên. Còn không cuộn để luôn như vậy cũng được ha. Nhưng nhớ, nếu như không cuộn thì mình cho chút xíu dầu vô để khi mình lấy bánh hỏi ra đó nó dễ dàng hơn, đơn giản lắm. Đó là một món mà bánh hỏi bây giờ ai cũng có thể làm được, một phút là xong rồi. Thời gian mà mình chiên chảo tôm nó chưa chín thì bánh hỏi đã xong rồi. Khi mà mình bỏ chảo tôm vào trong cái nồi dầu đó thì mình bỏ từ từ, cái lửa khoảng là medium đó, mình bỏ cho từ cái như thế này để mà mình thử dầu. Được rồi thì mình tiếp tục bỏ cái thứ hai. Khi mà chảo tôm nổi lên trên mặt là mình lấy ra được rồi. Rất là đơn giản luôn. Đặc biệt nếu như mà mình chiên chảo tôm á, thì mình nhớ ha, để cho nó tan đá 100%. Ví dụ trước khi mình ăn một tiếng đó thì mình lấy ra để ở ngoài. Rồi mình như vậy thì sẽ không bị dăng dầu ha. Còn không á thì mình để qua cái máy air fry cũng được. Đó, mình cho hết vào trong này. Ăn bao nhiêu thì mình chiên bấy nhiêu. Đơn giản lắm, vài phút thôi thì đã được rồi. Thời gian rất là mau thì mình thấy được là cái chảo tôm nè nổi lên trên mặt và đã vàng như thế này là mình lấy ra được rồi. Để chia sẻ thêm, nói về chảo tôm ở chợ Tam Biên đó, người ta không có dùng bột nhiều cho nên mình thấy cái chảo tôm nó làm sao thì mình chiên rồi sẽ là như vậy. Còn nếu như mà mình bỏ vào trong cái chảo đó mà mình thấy nó nổi lên trên mặt, nó bự thiệt là bự rồi, nó xẹp. Như vậy là chảo tôm đã có bột rất là nhiều. Một cái chảo tôm là 3 đồng. Như vậy là một cái này mình ăn cũng được là 2 cuốn. Còn nếu như mình ra nhà hàng á, thì chắc chắn là sẽ không có được một cái chảo tôm như vậy đâu. Quá là đơn giản. Bây giờ mình chỉ còn dọn ra ăn mà thôi. Không đầy 5 phút thì mình đã chiên xong chảo tôm rồi. Cái nào cái nấy, khi mình mua lúc đầu làm sao thì bây giờ mình chiên xong cũng sẽ là như vậy, cũng như mình cho vào cái máy air fry. Vì vậy cho nên món chảo tôm là một cái món dễ làm, không có khó. Tuy nhiên có những lúc mình mua về đó, những cái chảo tôm này nè, mình bỏ vào trong cái air fry cũng như chảo dầu, nó phùng rất là to, rồi nó xẹp xuống như thế này nè. Bởi vì trong đó không phải là tôm nhiều lắm đâu, bột rất là nhiều. Khi mà mình đã bỏ tiền mua ăn một cái như vậy, 3 đồng có đáng hay không? Thôi thì cô chú anh chị
các bạn thử đi ha. Chứ còn riêng cá nhân của mình á, đáng, ngon lắm. Và để ăn như thế nào đơn giản thôi, không ăn gì hết, chỉ cầm cái chảo tôm ăn cũng thấy ngon rồi ha. Đó là một món ăn mà phải nói cho ngày lễ Father Day. Thôi thì gọi đi ha, rồi mua xem thử coi như thế nào. 250 đồng, mình được người ta gửi tới nhà, bò lá lốt cũng như là chảo tôm. Cho cả nhà ăn 250 đồng thì không có mắc đâu, ngon lắm ha. Rồi bây giờ mình sẽ kêu con trai nè, cũng như ông xã ra ăn. Bởi vì cái món này hôm nay là một món con trai đã từ ở miền Nam lái xe về đây. Ngon quá cô chú ơi, con trai đi ngủ rồi, ông xã đi đâu không biết nữa. Âm thầm làm ăn rồi đi kiếm mọi người. Ai ăn cháo tôm không? Tôi nấu xong rồi đi nè. Hỏi thì đã sẵn sàng rồi, bây giờ nước sôi ha, mình chế vào như thế này. Nước cho thật là sôi nha. Đó, cứ chế lên, cho ngập qua bánh hỏi. Rồi, mình lấy cái gì đó, mình đậy lại. Vài phút thôi thì đã được rồi, rất rất là nhanh. Ăn bao nhiêu thì mình làm bấy nhiêu. Bánh hỏi cũng đã xong. Nói đúng ra cái thời gian mà mình làm bánh hỏi đó, còn lâu hơn là mình làm chảo tôm. Bởi vì sao? Cái chảo dầu nóng mình cho vào trong vịt tắc á, thì nó đã nổi lên trên mặt là mình vớt ra. Còn bánh hỏi thì mình cũng phải đợi để cho mình đổ nước ra. Vì vậy cho nên bánh hỏi, chảo tôm ra cùng một lúc. Để làm cái nước chấm mình ăn với chảo tôm cũng như là nem nướng đó, thì lúc nào mình cũng sẽ cần có là bơ đậu phộng. Mình sẽ cho vào trong cái chén này đó là 2 muỗng canh bơ đậu phộng, thì là 1 muỗng canh tương ăn phở, rồi 1 muỗng canh cá chấp để mà mình ăn hamburger hay là ăn french fry. Rồi mình cho luôn là 1 muỗng canh tương ớt, 1 tí xíu đường thôi, 1 tí xíu nước mắm. Rồi mọi thứ thì mình sẽ quậy lên cho thật là đều. Đó, mình quậy cho nó đều hết rồi đó. Thì lúc bây giờ mình sẽ cho nước sôi vào để mình quậy. Rồi mình nêm lại, thấy vừa ăn là được rồi. Tổng thì ngọt, còn tương phở thì mặn. Rồi lại có cái cay cay, có cái hơi mặn mặn của cái mùi nước mắm, hơi chua chua của cà chấp. Đơn giản vậy thôi ha. Rồi mình quậy hết tất cả cho đều. Mình sẽ để dưới cho mọi người xem. Mình sẽ quậy hết tất cả cho thật là đều. Rồi mình sẽ cho nước sôi vào trong cái tô mà mình đã quậy hết tất cả ha. Mình cứ cho vô từ từ như thế này rồi mình quậy. Mình quậy cho đến khi nào mình thấy được cái đậu phộng nè, nó đều với nhau hết tất cả, không có đặc quá, cũng không có lỏng quá. Cứ như vậy là mình đổ. Rồi sau đó mình nêm trở lại. Nếu như mà mình thấy hơi ngọt thì mình cho tương ăn phở vào. Đó, mình cứ quậy vô như thế này. Rồi mình sẽ cho vào đây như là tỏi nè, ớt. Rất là đơn giản luôn. Khi mà mình mới bắt đầu cho nước sôi vào đó thì mình thấy nó lỏng ha. Nhưng mà thật sự mình quậy rồi, mình để một hơi thì mình sẽ thấy nó đặc trở lại. Cho nên cố gắng ha, mình cứ quậy như thế này. Và nó sẽ tan đều với nhau. Đây là cách thức mà mình đã làm cho gia đình ăn rất là nhiều năm rồi. Một món ăn đơn giản, nhanh, gọn và lẹ. Bởi vì mình đã chiên chảo tôm, vì vậy cho nên ông xã và con trai nói rằng là không cần phải làm mỡ hành, cũng không cần hành phi, như vậy là được rồi. Chỉ có một cái vấn đề lớn ở đây là cái gì? Mình phải cuốn cho hai người ăn. Ăn chưa? Ngon không? Một cái này nè, mình cắt ra được làm bốn, cuốn được bốn cái. Con trai nói, thôi cuốn hai cái thôi, bây giờ thấy ngon quá, cuốn nhiều nhiều một chút. Đó, chợ Tâm Biên, có bốn chi nhánh. Một cái chỗ này nó gọi là cái địa chỉ đường Fairway, Fairview, Santa Ô. Cái chợ Tâm Biên mà mình nói nó nằm ở Santa Ana. Trên địa chỉ là hai mấy đó. Thôi, bây giờ mình để ở dưới cho mọi người đi ha, chứ giờ mình không có nhớ. Để cuốn cái này rất là đơn giản, nhà mình á không có cầu kỳ lắm đâu. Bánh hỏi không? Cho tí xíu bánh hỏi vô nè. Nó bánh hỏi nè, chút xíu thôi. Cho vô. Chảo tôm cho hai miếng. Đó, con trai về là chỉ ăn vậy thôi nè, đó rồi. Đơn giản ha, cuốn lại. Nếu mà có bánh tráng giòn mình chiên lên giòn bỏ vô nữa thì thôi. Bá cháy cô chú ơi, đáng đồng tiền luôn đó, 3 đồng một cái mà mình chia làm hai là coi như có lòng rưỡi nha. Mà cái này là gọi là mình cuốn nhiều á nha. Chứ mà mình cuốn ít á, làm 4 cái. Rồi nè, ăn đi con. Xong, mình cho con mình ăn. Ăn đi con. Ăn đi con. Ăn đi con. Con ăn nhiều má đi con. Bây giờ năn nỉ không ai ăn này cô chú, trời ơi.
Nếu mà mình muốn cuốn làm sao cho nó ngon á, mình mua bánh tráng vuông vậy nè ha, hiệu ba cô gái hay hiệu nào cũng được hết á. Cái mình nhúng nước, khi mà mình nhúng nước xong mình để xuống cái dĩ để mà mình cuốn á, thì mình để xéo. Đó, cho nên khi mà mình để rau hay gì đó, mình gấp lại á, cũng dễ lắm. Ăn thì ai cũng biết ăn rồi, cuốn thì ai cũng biết cuốn rồi. Nhưng mà khổ có một điều á, ông xã mình hôm nay ăn nhiều quá, con mình cũng ăn nhiều quá, rồi cái gì cũng muốn ăn hết, thành ra thôi để mình cuốn luôn cho nó lẹ. Đó, mình cứ rau. Rau hả? Cái này nè, màu tím của mình ở sau khu vườn là có chút nó bụi lắm. Đó, rồi bây giờ chảo tôm. Mình muốn nói ở đây là cái gì? Chảo tôm khi mà mình chiên á, nó không có phùng lớn. Mình cắt ra hả, rất là ngon luôn. Đó, thường thường ở ngoài á, người ta bán á, là một cái chảo tôm như vậy nè ha, người ta cắt làm bốn. Còn ở nhà mình á, thì cắt làm hai được rồi, làm bốn thì con trai với con xã mình nói trời ơi ở nhà mà sao mà mâm kẹo vậy, cho nửa cái đi, làm một bằng rưỡi. Đó, có bánh hỏi, mình không muốn bánh hỏi thì đừng cho ha. Hồi xưa mình thích ăn bún, bây giờ là cái gì cũng bánh hỏi hết á. Bởi vì bánh hỏi rất là nhanh luôn. Tương lục phộng ngon không Phan? Ok. Ok hả, con trai nó ok, ok là được rồi. Cho mọi người nghe nha, con trai mình á không phải là không muốn lấy vợ, muốn lắm, nhưng bởi cái khổ của nó là cái gì biết không, thương, thương ai rồi là thương kia bằng thương không thể nào tưởng tượng, nó qua nó mét gì đó đó nó qua nó mét ha. Rồi á hả, mà khi mà nó khổ là mình khổ còn nhiều hơn con mình khổ nữa đó. Mình nói thật là mẹ, khi mà nghe con mình nó khổ là mình khổ càng khổ hơn. Cho nên con ơi làm ơn đừng có lấy vợ, con ơi làm ơn đừng có bạn gái, sống vậy đi, lâu lâu về thăm mom, đem đồ ăn cho mom là được rồi. Cho nên nó nói kiếm vợ nào mà có thể mua đồ ăn dùm cho nó đó thì kiếm, còn kiếm mà không ra vợ mua đồ ăn thì đừng kiếm. Đó, thật sự mà nói, thương ai mà kêu bằng thương, giống như mình vậy, thương ai thương chết cái người đó. Phải giống như mình không? Ông trả hỏi có phải giống như mình không? Ông biết, ông biết. Giờ thôi để tự ai nó nghĩ đi ha. Nói cho vui ha cô chú ha. Lỗ tai đau quá. Lỗ tai nó là lỗ tai của nó đau. Đau không? Đau. Ăn nhiều quá khổ nè. Ăn nhiều quá khổ. Con trai mình thích ăn, ông xã mình cũng thích ăn. Mình không có thích ăn mấy. Mình cuốn mình làm đi chứ mình ăn không có nhiều. Nhưng mà ngon thiệt đó cô chú. Ở trong các chợ Việt Nam có bán bánh tráng mà họ lọn rồi trong một cái dĩa vậy nè, để ngang cái hàng bún á, mình có thể mua về ha, mình bỏ vô dầu mình chiên giòn, hoặc là bỏ vô máy air fry đó, cái mình cuộn chung với nem nướng hoặc là chảo tôm nè, cũng ngon lắm. Đó, bây giờ mình cuốn tiếp cho ông xã mình với con mình, để lát mình khỏi phải dẹp. Con á, mình nói chuyện nó hay cãi lắm. Nó thích cãi mà rồi mình lại cãi với nó. Ăn rau cãi nè. Nói bạn thích nói chuyện với bên kỳ á, nhiều khi buồn á, bây giờ bị quay máy nè, hai mẹ con cãi lộn nha. Sẵn đây mình kể cho mọi người nghe, giữa con trai và con gái khác nhau cái chỗ nào. Con gái đầu lòng, mình cưng hơn là con trai. What? Wow. Nói chưa hết. Nhưng mà khi con nó lớn lên rồi đó, thì lại thương con trai nhiều hơn là con gái. Wow. Nói giỡn cho vui thôi. Con mà làm sao có chuyện đứa nào nhiều, đứa nào ít, không bao giờ biết chuyện đó xảy ra. Chỉ có trong lòng mình mới biết thôi. Nói như vậy luôn. Đó, nói mong nói gì có cha lớn mong giận á. Đó, thật sự là như vậy hết cô chú á. Làm cha mẹ là không thể nào nói thương ai nhiều hơn ai. Nhưng mà con á, nó biết nha. Nó biết mình thương ai nhiều đó. Nó ganh tị đó. Đó. Con trai nó chỉ sau lưng, nó nói là mình thương bé lớn. Bé lớn hơn nhiều hơn. Bé lớn là ai em cô chú? Biết rồi ha. Đó. Bé lớn là ai? Ai là bé lớn nè? Không bị ít tức chứ? No, cái đó là mía. Ấy đó thì nhai được không? Nhai chỉ cho gãy cái răng. Trời, cái răng gì cái Nam làm 20.000 đi nhai cái mía cho nó gãy chơi hả? Mình nói trời ơi, làm cái bộ răng 20.000 kia tôi đi nhai mía. Trời ơi, tốn thêm 20 nữa. Đúng hả? Dạ, yeah, đúng. Có những cái chuyện mình phải kể, tại vì có con trai mình mới kể. Bởi vì hai mẹ con nói chuyện hạp nhau lắm. Mỗi lần nói chuyện mình nói mâm, con nói này cho mâm nghe nha, mâm đừng dặn ha. Không, không bao giờ dặn, đã nói rồi không bao giờ dặn.
dặn chi cho nó thừa. Rồi kể hơi nổi điên lên. Nói con nói mom rồi đừng có dặn cho mom dặn. Trời ơi, có những chuyện mình đâu có muốn nghe. Nó cứ vậy đó cô chú, không biết bao giờ. Thôi kệ đi ha. Oh, do you see why coming home? Oh, ok, rồi để Phan hỏi câu này nè. Một câu hỏi, hỏi hoài tới bây giờ, ăn gần no mới trả lời. Tại sao con về nhà? Hiểu rồi, khỏi nói. Hiểu rồi. Bởi vì anh thấy... Bạn trai bỏ. Anh nói tại vì bạn trai bỏ. À đúng rồi, nói bạn trai đúng rồi. Trên cái comment có người viết kìa nè. Cô ơi cô, con không có bạn gái. Nhưng mà nếu được á, con có thể làm bạn gái của ảnh hay không? Được. Vậy mới có người thương chứ. Trời ơi, có nhiều đứa thích thằng Kỳ lắm á nha. Thôi, thương là khổ. Thương là khổ, mà không thương còn khổ hơn. Thương là khổ. Khổ không? Khổ, lúc đầu cũng khổ á. Trời, tội nghiệp con trai mình nó nói mâm con no, con không ăn gì, con đông cuốn hai cuốn thôi, quất nãy giờ ba cuốn rồi. Nhìn nó em buồn. Tại vì mình làm ngon quá, mình nói thật á, càng đơn giản chừng nào thì càng ngon chừng nấy cô chú. Nói thật, mình không cần phải có hành phi, không cần phải có mỡ hành, không cần phải có đậu phộng, không cần bún, không cần gì hết. Chỉ cầm cái chảo tôm ăn không là cũng ngon rồi. Sự mà nói nhiều khi mình làm gỏi cuốn, nem nướng hay bất cứ gì mà mình thấy rằng là phải có đầy đủ thì mới ăn ngon á. Không cần ha, nhiều khi mình thèm quá cái mình cũng lấy cái chảo tôm này ra mình cho vô cái máy air fry rồi mình ăn vậy với cơm cũng ngon nữa. Còn cuốn hả, thì cứ cuốn bánh tráng đi, ra khu vườn mình có rau gì đó là mình ngắt vô. Không cần hành phi, không cần mỡ hành ha, đơn giản. Đó, mà ngon, ngon không Phan Kỳ? Không ngon. Kệ nó đi, nó nói gì nói, miễn nó mua về cho mình ăn là được rồi. Sáng nay thức dậy tính làm món mì Quảng, bởi con trai mình với ông xã rất là thích món mì Quảng. Nhưng chỉ có một cái điều là cái bánh phở mình đi kiếm mua đó không có cái loại lớn, loại nhỏ xíu à, cho nên cuối cùng là mình không có làm. Cứ nói thôi ăn chảo tôm đi, tại mới đem chảo tôm về, mới lấy chảo tôm ra ăn. Bởi vì nhà nào cũng sống một mình cô chú, ngày nào cũng đi ra ngoài ăn, không biết ăn sao mà mười mấy năm nay là như vậy đó. Chỉ khi nào về nhà đó thì mình mới nấu cho ăn, hoặc là khi mình xuống thăm con đó, mình làm cho nó ăn. Chứ trời ơi, đi ra ngoài ăn không. À. Phải không con? No. No. Nhưng mà thật sự đâu có phải là nấu những cái món ăn Việt Nam. Thì con cũng nấu nhưng mà nấu theo đồ Mỹ, đồ Ý. Học gà ấy hành tới Việt Nam mà. Để chút xíu xì dầu vô, cũng là Việt Nam thôi. Rồi gì nữa? Nấu món gì nữa? Mì để hút gà vô. Ok, rồi gì nữa? Bò lúc lắc. Wow, tôm rang muối. Tôm rang muối, biết làm tôm rang muối hả? Dạ, dễ lắm. Làm sao? Nói nghe coi. Đi chợ mua cái bột về, mình chiên cái tôm lên rồi để hành và jalapeno vô chứ thôi. Dễ mà. Đúng rồi, nhưng mà làm ra... Garlic. Rồi, tỏi nữa. Để tỏi nữa, đúng rồi. Rồi. Vậy thôi, vậy mà. Đơn giản. Tóm lại là muốn ăn là làm. Đó, đơn giản, ngon. Không thôi nhịn đói. Không thôi thì nhịn đói. Mà làm gì nhịn đói? Ở Mỹ mà làm gì có chuyện nhịn đói. Chuyện Mỹ cũng khổ lắm. Việt Nam ở sướng hơn. Trời, ai nói Việt Nam sướng? Ai nói về Việt Nam sướng? Việt Nam có người bên Mỹ gửi tiền Việt Nam ở xuống. Đúng rồi. Không. Okay. Xong. Mỗi khi con về nhà thì lúc nào cũng vậy đó. Có thời gian thì sẽ ngồi xuống nói chuyện. Cứ nói hết chuyện này đến chuyện kia. Rồi lại chọc cho mình cười. Nói đến con thì thôi. Con nào cũng là con trai hay con gái gì cũng vậy. Mỗi đứa một tánh. Mến chúc cô chú, anh chị và các bạn luôn luôn vui vẻ hạnh phúc bên gia đình và người thân. Đừng quên cho nhau những nụ cười. Cảm ơn rất nhiều đã xem video mỗi ngày. Xin hẹn lại video ngày mai.